Trong video này chúng ta sẽ sửa chắc ở số 99 này cho số 52. Sẽ bắt đầu. Câu số 1, người ta hỏi cái mắt min nè. Thầy sẽ giơ tay nè. Đạo hàm là ra ba x bình cộng 6 x. Giải ra là x bằng 0, x bằng âm 2 đúng không? Em loại cái âm 2 này đi. Tính F0 F trừ 1 F2 F0 là ra âm 4 F trừ 1 là ra trừ 1 cộng 3 trừ 4 là ra trừ 2 F2 là ra 8 12 8 cộng 12 trừ 4 là ra 16 16 16 mà cộng cho 3 min là cộng 3 nhân trừ 4 là ra 4 các em. Qua câu 2 là nó hỏi em phương trình tích tuyến tại giao điểm với trục hoành à. Giao điểm với trục hoành là y bằng 0 à. Nó cho em y 0 bằng 0. Như vậy là các em cho này bằng 0. 2x0 trừ 4 x0 trừ 3. Xong các em chuyển nguyên cái cộng x0 này qua đây nè. Nó mất rồi. Gây x0 bằng 2. Rồi có x0 mấy em tính đạo hàm tại đó nha. Đạo hàm tại 2 bấm coi nhiêu. 2x trừ 4 chứ trừ 3 tại x bằng 2 nha trừ 2. Rồi, cho nên này là đường thẳng là y bằng trừ 2 nhân x trừ 2 cộng 0 là trừ 2x cộng 4 cây. C à. Câu số 3 này là đồng nghịch biến nhân từng hóa xác định, con này dễ đấy. Đạo hàm cái đi. Đạo hàm là ra trừ m trừ 6. Nghịch biến là nhỏ hơn 0. Giải ra là m lớn hơn trừ 6 mà m lấy từ trừ 7 tới 7 tức là phải lấy từ trừ 5 tới 7 đúng không, trừ 5 tới 7 từ 13 số đúng à. Câu số 4 đạo hàm là a mũ u thì nó vẫn là a mũ u thôi, a là 2 đúng không, 2 mũ 2 x trừ x bình nhưng mà thêm góc 2 rồi thêm cái u đạo nữa là 2 trừ 2x. Cho nên cái này là câu gì ta? Câu D à, nó đặt nhân tử số 2 ngay đây nữa em. Đặt nhân tử số 2 ngay đây để gom cho số 2 nữa là câu D. Câu số 5. Tổng các nghiệm của phương trình đã cho là A cộng B căn 2 với AB là số nguyên. Giá trị biểu thức của A nhân B. Tức là câu này nó buộc các em phải giải tay rồi. Câu này vẫn mới tính là chịu. Chịu chịu chịu. Cái này thầy sẽ bình phương trên dưới. Bình phương trên dưới là ra loga cơ số 3 của x trừ 2 tất cả bình. Cộng loga cơ số 3 của x trừ 4 tất cả bình. Không. Xong cái này gom lại. Là x trừ 2 tất cả bình. Nhân cho x trừ 4 tất cả bình. Bằng 3 mũ 0 đúng không? 3 mũ 0 là 1. Cho nên mình sẽ có hai nghiệm. Hoặc là x trừ 2 nhân x trừ 4 bằng 1. Hoặc x trừ 2 nhân x trừ 4 bằng trừ 1. Nhân vô. Cái này là ra x bình trừ 6x cộng 8 trừ 1 bằng 0. Cái này là x bình trừ 6x cộng 8 cộng 1 bằng 0. Rồi mấy em giải nghiệm thôi. Lưu ý nha, là điều kiện x lớn 2 nha. X lớn 2 rồi x khác 4 đúng không em? Điều kiện á, điều kiện để cái loga tồn tại mấy bạn. 1. Câu này hay á. 1 trừ 6 7 3 cộng căn 2 là nhận nè. Store A. 3 trừ căn 2 là loại nè, tại cái này đấu lớn 2 đâu, loại đi. Tiếp 1 trừ 6 9 nè. Ra 3 là nhận. Ra 3 thôi. Vậy này ra 3.
Rồi ra ngoài lấy a cộng b. Vậy là 6 cộng căn 2 à. 6 cộng căn 2. Cho nên cái này là 6 cộng căn 2, cho nên a là bằng 6, b bằng 1. A bằng 6, b bằng 1 thì hai cái nhân nhau bằng 6 với em là con a. Câu khá hay. Câu số 6 là giải bất phương trình thì các em đổi cái ba, các em đổi ra là x bình cộng 1 nhỏ hơn loga cơ số 2 của 32 thôi. Cái này là loga 232 ra mấy? Loga 232 ra bao nhiêu? 5 à. 5 tức là x bình nhỏ hơn 4. Thì x sẽ chạy từ trừ 2 tới 2 các em. Trừ 2 tới 2 là câu B. Câu số 7, hình nào dưới đây là hình đa diện? Hình này nè, hình số 3. Là câu A. Câu số 8, cắt khối lăng trụ ABC, A phải phải C phải bởi mặt phẳng A, B phải C phải, A, B, C phải ta được những khối đa diện nào? Các em vẽ ra đi. Rồi, A, B, C ở đây nè. A phải, B phải, C phải. A, B phải, C phải. Cái này. Là đó, một khối chớp rồi nha. Một khối chớp, tam giác nha bạn là một khối tứ diện rồi. Xong thêm một mặt nữa là mặt gì? A, B, C phải. A, B, C phải là cái mặt này nè. A, B, C phải. Vậy là nó cắt ra thêm được hai khối tứ diện nữa, cho nên tổng cộng là ba khối tứ diện các em. Ba khối tứ diện các em nhìn nha. Câu 9, thể tích khối cầu có đường kính bằng 2 thì bán kính phải bằng 1. Cho nên thể tích khối cầu là 4 3 pi gần 3 là câu D. Câu số 10, cắt hình trụ bằng một mặt phẳng đi qua trục được thiết diện hình chữ nhật có diện tích bằng 20 cm, chu vi là 8 cm. Như vậy là mình phải giải cái hệ này, mình tìm ra cạnh của hình chữ nhật cái đi. Cạnh của hình chữ nhật là thầy đặt A với B nha. Em sẽ có A nhân B bằng 20. Dài cộng rộng nhân 2 bằng 18. 2 nhân dài cộng rộng bằng 18. Rồi giải hệ này. Giải hệ này là A cộng B bằng 9, tức là A bằng 9 trừ B. Thế vô xuống đây là 9 trừ B nhân B bằng 20. Rồi giải ra nha, 9B trừ B bình trừ 20 bằng 0. Coi B bằng mấy? 3B bình cộng 9B trừ 20 à. Ra 5 với 4. B bằng 5, B bằng 4. B bằng 5 thì A bằng 4. B bằng 4 thì A bằng 5. Điều này có nghĩa là dài, dài nó là 5. Rộng là 4. Rồi, giờ mình vẽ mặt cắt ra. Vẽ cái cắt của hình trụ ra. Ok, hình chữ nhật đúng không? Hình chữ nhật nè, hình xấu nha. Nó nói là chiều dài của hình chữ nhật lớn hơn đường kính đáy. Chiều dài của hình chữ nhật lớn hơn đường kính đáy, tức là cái chiều dài đó là chiều cao rồi. Tức là cạnh này là 5, còn nguyên cái đường kính đáy phải là 4 em. Cho nên chiều cao là 5, còn bán kính phải là 2. Từ đây tính được diện tích toàn phần 2πgl cộng 2πg bình nó sẽ bằng 2π nhân 2 nhân 5 cộng 2π nhân 2 bình. Là cái này ra 20π cộng nhiêu? 8π à, cho nên là 28π. B. Ok, rồi, tạm biệt các em và chúc các em tốt nha. Bye bye.